Trường sinh linh giá cuối cùng của Voldemort, Nagini cũng chính là con rắn mà Neville đã chặt đầu, thực ra chính là một đại mỹ nhân. Hôm nay em sẽ kể các bác nghe câu chuyện về Nagini trong Tội ác của Grindelwald. Tại thời điểm đó, Credence và Nagini đang trong cùng một rạp xiếc ảo thuật. Nagini trên người có một lời nguyền máu, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô đã biến thành một con rắn. Theo thời gian, cô sẽ không biến trở lại hình dạng con người nữa. Credence đã tạo ra một cuộc bạo loạn để họ có thể ra khỏi đây và chính thức bước vào con đường tìm kiếm người thân của mình. Grindelwald ngày đó cũng đã trốn khỏi bộ pháp thuật Hoa Kỳ. Ông ta muốn tiến hành một kế hoạch vĩ đại, chính là giết chết tất cả các Muggle và Norma. Người cần phải diệt trừ đầu tiên chính là giáo sư Dumbledore, mà Credence lại chính là trợ thủ đắc lực nhất của Dumbledore. Ông ta theo sát bước chân trên con đường tìm kiếm người thân của Credence, bởi ông ta biết chỉ có như vậy Credence mới cam tâm tình nguyện phục vụ cho mình. Nhưng lúc này Dumbledore cũng không rảnh rỗi, cụ đã tìm đến người mình tín nhiệm nhất, không màng danh lợi là Nút, hy vọng anh đến Paris giải cứu Credence. Trước khi đi, ông đã giao cho anh một ngôi nhà an toàn ở Paris, nhưng Nút cũng không muốn làm rõ chuyện phiền phức này. Trải qua chuyện lần trước ở New York, anh đã bị mất đi quyền tự do di chuyển. Về đến nhà, Nút không ngờ rằng Queenie đã dẫn Jacob đến London và tuyên bố họ sẽ kết hôn với nhau. Nhưng anh có thể nhìn ra, dường như Queenie đã bỏ bùa Jacob. Anh liền dùng đũa phép hóa giải bùa chú, giải trừ bùa chú. Jacob sau khi tỉnh lại, đối với việc kết hôn này vô cùng phản đối, bởi vì pháp luật của thế giới phù thủy quy định không cho phép Muggle kết hôn với phù thủy. Sự ngang bướng của Queenie sẽ khiến cô phải trả giá. Jacob chỉ muốn bảo vệ cô. Queenie đau lòng rời khỏi London và đến Paris tìm chị gái Tina của mình. Nút phát hiện Queenie đã đánh rơi một tấm ảnh. Biết được Tina đang ở Paris, anh đã hạ quyết tâm đi tìm Tina và thuận tiện giải quyết chuyện của Credence. Mà lúc này Tina đang ở hiện trường bạo loạn do một tay Credence gây ra. Nhìn cảnh tượng trước mặt, động vật kỳ quái của ông chủ rạp xiếc đã gây náo loạn không nhỏ. Ông ta đang thu thập đồ đạc chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Tina lên trước hỏi tình hình của Credence. Ông chủ chỉ bỏ lại một câu tìm người thân, sau đó theo xe ngựa rời khỏi nước Pháp. Sau người Tina xuất hiện một người, là Kama, anh ta tự xưng là họ hàng xa của Credence. Thế giới phù thủy đang lan truyền rằng Credence chính là người của gia tộc Lestrange. Mục đích của anh ta và Tina giống nhau, chính là chứng thực thân phận của Credence để anh tránh được sự truy nã của hội pháp thuật. Mà anh ta nắm trong tay chứng cứ chứng minh thân phận của Credence, nhưng thực chất Kama đang dụ Tina rơi vào bẫy của mình. Credence lúc này đang đấu tranh nội tâm, anh lo sợ mẹ ruột không muốn tiếp nhận mình. Nagini ở một bên an ủi anh, điều gì nên tới cũng sẽ tới. Lúc này trông cô thật dịu dàng xinh đẹp. Những người trẻ sống trong tầng lớp thấp luôn có sự thấu cảm lẫn nhau. Nút đã dẫn Jacob đến tìm một phù thủy để xuất cảnh chui. Muốn xuất cảnh mà không bị phát hiện, cũng chỉ còn cách này. Sau khi dẫm chân vào chiếc xô, họ đã đến nước Pháp, tiến vào cửa vào thế giới phép thuật, nơi con phố rạp xiếc xảy ra bạo loạn. Nút liền thổi một hơi. Hơi thở của Nút rất dì và này nọ, suýt thì khiến người đi đường gục ngã. Trên thực tế, đây chính là một loại phép thuật tái tạo dấu chân, giúp Nút đánh hơi ra dấu chân để tìm ra Tina. Mặc dù cách liếm đường này hơi bẩn tí nhưng cũng ổn. Rồi anh lại dùng đũa phép biến ra một chiếc tai, thu lấy tất cả âm thanh ở nơi này, nhưng có vẻ không được hiệu quả cho lắm. Sau đó anh lại khua nhẹ đũa phép, hình ảnh một con vật kỳ quái lập tức xuất hiện. Thú cưng của anh cũng tìm ra được dấu chân của Tina, bên cạnh còn có sợi lông vũ của Kama để lại. Nút liền vẩy nhẹ một cái, chiếc lông vũ liền lần theo tung tích của chủ nhân. Queenie đã đến bộ pháp thuật lễ tân, lại không tìm thấy tin tức về Tina. Queenie lạc lõng ngồi lại bên đường, thuộc hạ của Grindelwald liền cần ô che mưa cho cô. Bên kia, Credence đã tìm đến gia đình từng thu dưỡng mình. Đây chính là một bà cụ có khuôn mặt trẻ so với tuổi. Năm đó vì một vài nguyên nhân, bà đã giao Credence cho người khác nuôi. Nhưng đối với anh mà nói, bà chính là người thân của mình. Thuộc hạ của Grindelwald đột nhiên xuất hiện, hắn ta lên trước kiểm tra, cảm thấy có gì đó không đúng lắm nên đã tạo nên kết giới phòng ngự cho mình. Credence liền bạo nộ, giải phóng sức mạnh tiềm ẩn, căn phòng trong phút chốc bị phá hủy. Credence không ngừng phát động tấn công, nhưng không chút hiệu quả. Tên thuộc hạ chỉ mỉm cười rồi rời khỏi nơi đây. Tên thuộc hạ này thuộc bộ pháp thuật Hoa Kỳ. Hắn để trừ khử Credence. Hắn ta đã lợi dụng chức vụ, từng bước khiến Credence quy phục Grindelwald. Nút theo sự chỉ lối của chiếc lông vũ đã tìm được Kama. Kama cũng có lòng tốt dẫn họ đến trước mặt Tina, nhưng họ không ngờ tới, đó chỉ là một cái bẫy. Mục đích của Kama không phải là bảo vệ Credence. Một khi Credence chết, tôi sẽ thả các người ra ngoài. Không phải anh ta chết, thì là tôi vong. Nhưng ngay lúc này, Kama lại trúng độc ngã ngay ra đất. Sinh vật bo, cơ của Nút đã đánh đến cửa, và họ đã thoát được ra ngoài. Bộ pháp thuật Hoa Kỳ với thế lực lớn đã đến Hogwarts, tìm Dumbledore muốn cụ đối đầu với Grindelwald. Nhưng vì hối trẻ giữa họ có một mối quan hệ gần gũi, nên ông không có cách nào để đối đầu trực tiếp với Grindelwald. Cũng vì thế mà ông như bị khóa tay, không thể làm gì khác. Đám người Nút đã đến ngôi nhà an toàn mà Dumbledore nói, lấy được sinh vật kỳ quái từ trong mắt Kama ra. Tina liền rời khỏi đó, chuẩn bị đến bộ pháp thuật báo cáo manh mối. Cô và Nút lúc này đang tranh cãi thì bầu trời đột nhiên nổi lên dải lụa màu đen che phủ toàn bộ thành phố. Grindelwald đã bắt đầu triệu tập những người tùy tùng. Jacob tại ngôi nhà an toàn phát hiện một ông lão. Ông lão này chính là Nicolas Flamel, 300 tuổi. Trong Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy có nhắc đến nhà giả kim này. Ông đi đến trước quả cầu thủy tinh, Jacob nhìn thấy Queenie đang ở phần mộ của gia đình Lestrange. Sau đó anh vội vàng qua đó. Grindelwald tìm đến Credence, dùng thân thế của anh làm mồi nhử.
và giao cho anh một tấm bản đồ đến nghĩa trang của gia đình Lestrange. Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của hắn ta. Nút và Tina đang ở bộ pháp thuật. Hai đang muốn tìm hồ sơ của gia tộc Lestrange để xác nhận thân phận của Credence, nhưng lại gặp được bạn gái cũ Letter. Thân phận của Letter chính là hậu thế của gia tộc Lestrange. Cô cũng đến để xác nhận thân phận của Credence, nhưng phát hiện hồ sơ đã bị thay đổi. Đến nghĩa trang của gia đình Lestrange, cô lại nhìn thấy bo cờ của Nút. Xoay chuyển tức thời, họ đã đến nghĩa trang của gia tộc Lestrange. Kama đang nhắm đũa phép vào người Credence và muốn trừ khử anh. Dừng tay. Thật sự là cô à? Chị gái nhỏ. Cho nên anh ta chính là em trai cô. Tôi là ai? Tất cả chuyện này phải kể đến nhiều năm về trước. Kama là một phù thủy thuần chủng của Sekbia. Mẹ của anh đã bị người nhà Lestrange cưỡng bức và sinh ra một cô con gái thuần chủng, Letter. Không bao lâu sau thì ông ta lại tìm thấy một phù thủy thuần chủng khác và sinh ra một đứa con trai tên Covers. Kama đã hạ một lời thề không thể phá vỡ để giết chết huyết mạch nam giới của gia tộc Lestrange. Để bảo vệ Covers, người hầu của nhà Lestrange, cũng chính là bà cụ bị sát hại kia, đã dẫn Covers và Letter lên thuyền đến nước Mỹ. Trải qua bao năm, cuối cùng Kama cũng tìm được Covers. Có thể hoàn thành việc báo thù cho mẹ rồi. Kama giờ đũa phép lên muốn giết chết Credence. Biết được thân phận, Credence liền suy sụp. Nhưng Letter lại nói sự thật không phải như vậy, bởi cô sớm đã giết chết Covers rồi. Thì ra trên thuyền đột nhiên xảy ra sự cố. Covers cứ liên tục kêu khóc khiến Letter cảm thấy phiền phức. Nhân lúc người hầu không chú ý, cô đã đánh cháo Covers với Credence. Người hầu ôm theo Credence bị đánh cháo lên thuyền cứu hộ, mà người bên kia thì đang giữ Covers. Thuyền bị lật thì Covers cũng chìm xuống đáy biển, cho nên có thể nói Covers đã chết. Thân phận của Credence đã trở thành một bí ẩn. Lúc này cánh cửa phía sau mở ra, Jacob sau khi vào cửa đã phát hiện một lượng lớn các phù thủy thuần chủng đang ở đây. Anh đã tìm thấy Queenie và dẫn cô rời khỏi đó, nhưng Queenie lại muốn ở lại. Tina hiểu ra đây chính là một cái bẫy. Grindelwald đang trên sân khấu, hắn ta đang mê hoặc các phù thủy ở đây, tuyên bố với họ một cách hùng hồn rằng hãy lật đổ tư tưởng cũ và lập nên quy tắc mới, kích động quan hệ giữa phù thủy và con người. Lúc này, người của bộ pháp thuật Mỹ cũng đến nghĩa trang. Họ từng bước tiến vào cạm bẫy của Grindelwald, hắn ta lại kích động quan hệ giữa các phù thủy và Aeo. Một phù thủy đã giơ đũa phép về phía Aeo. Aeo đã dùng phép phòng thủ và giết chết cô ấy. Đây đều nằm trong kế hoạch của Grindelwald. Hắn ta làm ra vẻ nuối tiếc, nói về sự bạo lực của bộ pháp thuật và lan truyền tin tức về cuộc chiến với các phù thủy ở đây. Sau đó ông ta tạo ra một ngọn lửa xanh, chỉ có người tùy tùng trung thành mới có thể thông qua. Những Aeo đều chết thảm. Credence cũng đã đi theo Grindelwald, bởi chỉ có hắn ta mới biết thân thế của anh. Anh đã bỏ rơi Nagini và lựa chọn về phe kẻ địch. Queenie cũng bỏ rơi Jacob để chạy theo cái gọi là tự do trong lời Grindelwald. Letter tiến về phía Grindelwald, nhưng cô không lựa chọn quy phục mà giơ đũa phép về phía hắn ta, để kéo dài thời gian cho nhóm Nút và táng thân nơi biển lửa. Thú cưng cũng đã mang về một món bảo bối, chính là lọ thuốc chứa lời thề máu giữa Grindelwald và giáo sư Dumbledore. Và rồi, Nút đã đưa nó cho Dumbledore, phá hủy nó, thì lời thề không làm tổn thương nhau giữa cả hai sẽ được phá bỏ. Bên kia, Grindelwald cũng đã đưa cho Credence một cây đũa phép, sau đó ta ra một con phượng hoàng, đồng thời nói ra thân thế của anh. Anh chính là người nhà Dumbledore, Aurelius Dumbledore. Chúng ta sẽ cùng nhau làm lại lịch sử của thế giới này. Credence thử khua đũa phép, phá hủy cả nửa ngọn núi. Đến đây bộ phim kết thúc. Mỗi quan hệ giữa các nhân vật trong Fantastic Beasts rất phức tạp, tình tiết được đẩy lên cực kỳ căng thẳng. Nếu rảnh rỗi các bác nhất định phải xem bộ phim này nhé, bởi nó không chỉ có kịch bản hấp dẫn mà hiệu ứng siêu nhiên cũng rất đáng kinh ngạc. Em nghĩ, trong tương lai, cuộc đời của Nagini sẽ vô cùng bi thảm khi cô không thể trở lại hình dạng con người mà lại có cơ duyên quy phục dưới trướng chúa tể Voldemort và cuối cùng không thể phản kháng. Sinh vật huyền bí đến đây là kết thúc rồi.